cái chết bất thường của cháu bé 8 tuổi sau bữa cơm. Nhiều người trong nhà được đưa đi cấp cứu. Giữa một thôn bản xung quanh là đồi núi, đường đi lại khó khăn hiểm trở. Hung thủ đã gây ra vụ án thương tâm này là ai? Tại sao lại ra tay tàn độc đến như vậy? Sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức, một tổ điều tra đã có mặt tại hiện trường. Món canh đậu tương nấu với rau cải, canh mì tôm nấu với rau tía tô vẫn còn dang dở. Bà con xung quanh đã vào để đưa những người hàng xóm của mình đi cấp cứu. Trên đường đi, cháu bé 8 tuổi đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Triệu Giào Sinh và vợ cùng 3 đứa cháu. Khám xét tại hiện trường, không có đồ đạc gì trong nhà bị mất trộm. Hiện trường là căn nhà nằm sâu trong khu dân cư thưa thớt, cách trung tâm thành phố Tuyên Quang gần 200 km. Thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây có khoảng 66 hộ dân sinh sống. Chủ yếu là đồng bào người Dao, hầu hết là những người có quan hệ họ hàng với nhau. Tất cả các mẫu thức ăn, các đường vân tại hiện trường vụ án được giám định một cách cẩn trọng và tỉ mỉ. Khám nghiệm tử thi một cách nhanh chóng để tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm cho biết trong cơ thể của họ đều có chất độc của cây lá ngón. Quá trình khám nghiệm chi tiết tại hiện trường, tử thi gần như không thu thập được các dấu vết mà hung thủ để lại.